Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ cho các bạn đồng hành cùng tôi khám phá hành trình tìm ổi ở trong rừng, rừng tự nhiên nhé, cả một rừng ổi luôn. Đây là khu vực rừng tự nhiên Như Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam. Nghe đến nói một rừng ổi nhưng khi nhiều bạn nghĩ là này chắc là dân trồng hay là đùa. Các bạn ở dưới xuôi thì không biết, nhưng mà ở trong rừng thì có những cái rừng cây ăn quả bình thường, rừng ổi, thậm chí rừng bưởi, rừng mít, chanh, tất cả cây ăn quả ở xuôi đều có nguồn gốc từ rừng. Bản chất là nó là cây rừng, cả một rừng mít, rừng cam, các loại. Hôm nay thì cũng vừa hay đến mùa ổi, tôi sẽ lại tiện đường tuần tra thì tôi sẽ đi dẫn các bạn tới một cái bãi ổi. Để hôm nay tôi sẽ kiếm vài chục cân về ngâm rượu uống chơi mát ruột. Ok, gần tới rồi. Đây, phía trước chúng ta là bãi ổi. Ôi giời ơi, nhưng mà xin lỗi các bạn, đúng là tôi tính không hết nước. Nước của dòng sông Yên mùa mưa lên to quá, bãi ổi đã chết mất rồi. Phía xa xa ngoài kia là một cái rừng ổi khoảng 2 hectare. Thôi được, bãi này chết thì vẫn có sự lựa chọn khác. Tí nữa tôi sẽ dẫn các bạn qua bên kia. Nhưng mà để các bạn xem một cái bãi ổi rộng nhưng mà cũng có cây chết, cây sống. Đây, ví dụ như cây này. Cây này thì quả hãy đang còn xanh. Đây, cũng là một số cây còn lại của bãi ổi rất lớn. Đấy, bãi ổi nguyên sinh trong rừng nhá. Đây, một số cây ngập nước chưa chết, nhưng mà bị ngập nước nên là quả không ra. Thôi được, các bạn chờ tôi 5 phút tôi lại qua bên kia. À đây, thí dụ như cây này thì nó vẫn có quả này. Loại này ngâm rượu uống còn hơn nhiều loại sâm. Đấy, các bạn thấy không? Đây, ở đây. Thử các bạn xem. Ngon. Ok, sang bên kia lấy nhiều hơn. Đây chúng ta đang tuông qua cái khu vực rừng ổi. Nhiều cây chết nhưng mà vẫn còn rất nhiều các bạn. Nước lên ngập nó chết. Tại nơi tôi đi qua đây là một cái rừng ổi khoảng 2 hectare ổi rừng nguyên sinh. À, có ông mày. Đây các bạn. Đây là nơi đầu nguồn của dòng sông Yên. Mỗi mùa mưa thì có những năm nó lên nước rất cao và làm cho cái bãi ổi cứ mỗi ngày diện tích của nó lại bị thu xuống. Đây, các bạn xem cây ổi này chẳng hạn, quả chín vàng rất nhiều. Đấy không ạ? Những quả ổi vàng lùng lẳng. Cây bên này rất nhiều. Được, thì nó sẽ lấy. Đang đi rừng đói làm tí đâu. Nhiều quá. Cây này quả ngon nhất từ bấy giờ. Quả rất to. Hoàn thành cái clip này thì chắc là tôi cũng no luôn các bạn ạ. Ăn thử quá nhiều. Chín quá. À, miếng đã. Ô cây này ngọt lắm ạ.
Ngon mà không? Nhiều lắm. Nhà mình ai biết quả này quả gì không nhỉ? Bạn nào mà có quá khứ nhà rừng chăn trâu thì là biết cái quả này này. Ăn được đấy. Tôi thì tôi cũng chả biết nó là cái quả gì, nhưng mà lúc nhỏ thì tôi cũng có ăn. Cái này là cây gì đấy các chế ơi? Đấy, hoa này, lá này. Quê hương là trùm khế ngọt nha. Đấy, như lúc nãy tôi đã nói thì là tất cả những cái cây mà ở xuôi trồng thì đều có nguồn gốc từ rừng. Đây là một cây khế rừng. Đấy, đang ra hoa thôi chứ có quả được. Có không? Đồng trái nhiều hơn không? Đây, anh cầm 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 để em leo lên. Anh cầm anh quay em tí. Cầm cầm quay thôi tí. Cứ cầm thế thôi. Em mở đi không? Em mở đi. Mở, anh đụng ngón tay À, vô. thấy đấy, thấy đấy. Thấy thấy. Cam nằm đây để cái ngón tay lên đừng có che đi nhỉ. Ngâm cái bình 10 lít chả lẽ không được. Bây giờ bãi tuyệt là lấy tiếp. Sơ sơ vậy, không biết được bấy nhiêu thôi các bạn ơi. Chỗ này thì đủ ngâm được hai túi này được khoảng bình 10 lít. Đây là, đi tiếp. Ôi dồi ôi, khỉ các bạn ơi. Khỉ. Khỉ thì khỉ đầu đen không lông. Quả nào rụng quả sâu. Anh cứ rung mạnh sao? Không mạnh anh nhặt được quả nào nhỉ? Úi giời. Đúng ạ, dùng kiểu này không nhặt quả cứng. Chính xác, đéo phải bứt nữa. Rồi. Đấy, rơi đây mà đất. Ăn chua. Cây này cây 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 thân gỗ mà. Giống như cây chua mắm mà. Chưa ăn rồi. Ăn cái chua mà. Ừ, đỡ khát nước. Ừ. Ăn. Quá ngon à? Chát 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 chát. Đây đang non. Nó già thì là chua chua chát chát. Mà giữ hết rồi. Bọn nó phá hết cái chày rừng. Này chưa, hắn gọi là cái quả kéo nữa. Hắn chưa được Rồi. bán toàn. Rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi sang cái bãi ổi mà không bị ngập nước để chúng ta hái ổi. Hôm nay tôi sẽ hái để ngâm ước chừng khoảng 20 lít rượu. Uống trong tiếp khách trong vòng 1 tháng. Cái tiện đây thì cũng nói luôn với các bạn cái rượu ổi nha, nó có tác dụng cực kỳ luôn, các bạn lên Google search. Và đặc biệt rượu ổi rất là thơm ngon, nó ngọt chua thanh mát, nước vàng trong như nước chanh, và trong cái thành phần của ổi nó nhiều các loại vitamin, nó khử được aldehyde, nó đầm rượu. Nói chung tiểu lượng của một người mà uống được khoảng chai 65 thì uống rượu ổi nó mỗi có thể uống tới 1 lít không đau đầu. Đấy là tôi xác nhận với các bạn như vậy. Còn tác dụng của nó thì các bạn lên trên mạng search, và được nhiều đệ tử của Lưu Linh Phái gần đây tin rằng nó có tác dụng và đã trải nghiệm, và người ta khẳng định là còn tốt hơn nhiều loại sâm rừng ngâm đấy. Các bạn thử xem nhé. Hai cây này không có. Nãy tôi nhớ tôi ăn cây ổi đào ở bên đây anh này. À đây, hai đây. Ổi đào các bạn. Lòng đỏ chóe nhá. Ngon khó cưỡng.
Để tôi cho các bạn xem cái quả ổi đào rừng thì nó đỏ như thế nào, thơm ngon thì có lẽ các bạn cảm nhận qua tôi tả ấy. Đó, quả rất to. Ổi rừng nhưng có quả to úng bằng cũng nắm tay tôi nhá. Lòng rất đỏ. Hạt rất mềm, đừng nghĩ rằng ổi rừng hạt cứng nhá. Cực kỳ ngon. Đấy. Anh em nào thích chua thì lại ăn khế nhỉ. Xem quả khế này chơi được không nào. Na tròn thì méo, khế khòng khèo, tôi bắt đúng quả khế khòng khèo. À, nghe nói khế khòng khèo là nó đỡ chua hơn. Ôi cha mẹ ơi. Tôi nhìn thấy nó chín thế mà chua kinh khủng thật. Ôi ôi, đúng là khế rừng dã man. Ôi chín lên này này, đúng thịt bò ngon này. Cân thịt bò khả năng chỉ bỏ khoảng 4 quả khế này. Đây đây là một bãi ổi khác các bạn. Bây giờ chúng ta, anh bạn tôi anh nghĩ là cái cách là dùng cho nó rụng xuống thành nhặt quả cứng, bởi vì quả chín là nó thường bị nhũn ở trong, nó sâu. Dùng hết xuống đây anh, dùng mạnh cái gốc. Các bạn đi rừng mà đói, nếu mà gặp ổi có muốn ăn thì cũng phải rất cảnh giác nhá. Có một loại quả cực kỳ giống quả ổi, tôi soi cho các bạn xem. Đây, nó cũng chín, nó cũng vàng đây nhá, bứt hẳn cái quả vàng nhất này. Đây đấy, y hệt quả ổi luôn nhá. Nhưng quả này ăn chết người đấy, người ta làm mồi, làm độc để làm bả đánh cá đấy. Đấy, cam của tôi nó hơi tối các bạn thấy không, cực kỳ giống quả ổi găng. Bởi vì giống quả ổi găng, bởi vì cái quả ổi nó giống quả ổi, nó giống cây găng cho nên người ta gọi ổi găng, và đây chính là cây găng. Đây chính là cây găng, quả ổi nó giống cái quả cái cây găng này thì người ta gọi là ổi găng. Ok, đây như tôi đã nói vừa nãy, trong rừng có rất nhiều cây có thể ăn được. Đây là cây bưởi các bạn thấy không, tôi trèo lên tôi bứt bứt bưởi cho các bạn ăn thử xem nhé. Hay chưa kể đến bên cạnh cây bưởi đây là một cây mận, nhưng mà một thằng trăn trâu hay một thằng lâm tặc ngứa tay nào đấy nó đã chặt mất cái cây mận này. Đây, cây này cũng thuộc cái loại cây đa cây đề lão đại đấy. Đây bưởi đây, bác quay em nhảy lên bứt quả bưởi này nhé. Đây là bưởi rừng các bạn ạ. Ok các bạn nhìn thấy không, tôi bứt cho xem nhá, cũng khá cao đấy. Wow, bưởi này thì ngọt thôi rồi đấy, đừng có đùa, ngọt ngọt chua chua nào. Đâu đâu các bạn thấy không, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi bứt ổi. Đây là bãi ổi chính thức tôi dự định sẽ bứt hôm nay. Dung đi anh. Dung đi, quay đi. Ok, sau khoảng 2 tiếng đồng hồ vừa chơi vừa bứt thì chúng tôi bứt được từng này ổi các bạn này. Rất là thơm ngon, chỗ này chúng ta có thể ngâm được khoảng 15 đến 20 lít rượu nhá. Sau khoảng 1 tháng là uống được rồi, nhưng mà chắc ăn thì khoảng 3 tháng. Cực kỳ thơm ngon.
Silo ổi nó rất thơm, đảm bảo nho, na rừng các loại thì cũng không bằng cái ổi đào rừng này đâu. Uống rất dễ. Bạn nào rừng có điều kiện thì chúng ta hãy thử ra, tôi nói cho đúng nha. Chào các bạn.